Rồi, xin chào các bạn nhé. Thì vừa rồi công ty cổ phần xây dựng Virup đã chia sẻ một vài hình ảnh về cái chất lượng hoàn thiện một căn 2 tầng mái Nhật của anh Thanh tại xã Quỳnh Hội, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Thì căn này, cái hạng mục khung kèo mái ngói do công ty cổ phần xây dựng Virup triển khai thi công. Và rất là may mắn khi bên mình là công ty Virup đã được gia chủ tin tưởng giao cung cấp toàn bộ vật tư khung kèo. Đó, và cung cấp nhân công dựng khung, nhân công lập ngói hoàn thiện và ngói là gia chủ tự mua. Về dòng ngói sử dụng trong trình là ngói đất nung tráng men màu có thương hiệu là CMC. Một cái dòng ngói cũng rất là hay và mình cũng hay chia sẻ và các bạn có thể tham khảo để nghiên cứu sử dụng trong ngôi nhà của mình. Còn loại khung kèo sử dụng công trình đó là gì? Đó là hệ khung kèo thép nhẹ mang thương hiệu Jack Bruscope màu xanh các bạn nhé. Thép nhẹ Jack Bruscope màu xanh. Đây là một hãng thép của Úc và được sản xuất tại Việt Nam các bạn nhé. Đó, thế thì cái công trình này là một công trình mà bên mình triển khai thi công hạng mục mái trên. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Hạng mục mái trên anh mình đã làm xong hết rồi. Đấy, thì hôm nay thì mình tới để khảo sát chuẩn bị cho cái phần mái diềm sảnh ở phía dưới này. Đấy, những công tác chuẩn bị ban đầu để làm sao cho có vật tư đầy đủ nhất vào cái phương án thi công là tốt nhất. Đó, thì sẵn diện cái hạng mục diềm sảnh ở đây thì mình sẽ chia sẻ một vài cái lưu ý khi chúng ta làm cái diềm sảnh để chúng ta sẽ có một cái mái diềm sảnh tốt nhất. Chúng ta sẽ chuẩn bị từ cái bước thiết kế các bạn ạ. Từ bước thiết kế cho đến cái bước mà triển khai thi công để làm sao cho hạn chế vấn đề sửa chữa nhé. Đây, hiện tại thì mình đang đứng ở trước mặt cái phần trên cái phần diềm sảnh tầng 1 các bạn nhé, diềm sảnh tầng 1. Và đây là hạng mục mái trên mà anh mình đã triển khai thi công hoàn thiện xong cho gia chủ rồi. Và các bạn có thể nhìn thấy là này, cái phần diềm sảnh của gia chủ làm rất là ok. Mình đánh giá cái diềm sảnh này rất là hài lòng. Vì thứ nhất là cái độ rộng diềm sảnh nó đang rơi vào tỷ lệ vàng, cái độ rộng vàng luôn. Tỷ lệ vàng các bạn ạ, nó không phải bằng vàng mà ý mình nói rằng là mình cho rằng nó là cái tỷ lệ chiều rộng nó rất hợp lý nhất. Nó là chiều rộng 80cm các bạn ạ. Đấy, chiều rộng 80cm, phần văng bê tông tức là tính từ mép chân tường đưa ra là 80 phân. Đó. Và cái ngoài cái phần độ rộng này ra thì gia chủ cũng rất đầu tư vào cái phần phào chỉ. Chúng ta có thể nhìn thấy ở đây. Ở đây là chúng ta sẽ có cái 3 cấp phào chỉ các bạn ạ. Đây, mình sẽ zoom lên cho các bạn nhìn thấy này. 3 cấp phào chỉ nhá. Đấy. Đây, cái cấp đầu tiên này, cấp 1, sau đó cấp 2, cấp 3. Đấy, còn cấp 4 đây không phải cái cấp 4 đâu các bạn. Đây là cái móc nước các bạn ạ. Cái móc nước này để mục đích là gì? Nước nó trên nó quấn, nó tạt. Do cái chiều dày này nó lớn này, nước mưa khi mà tạt chéo vào nó sẽ ướt ở đây. Đấy, chứ không phải là lượng nước mưa ở trên đâu, hoặc là lượng mưa rơi ở trên nhưng gió nó thổi nó tạt vào trong này. Thì khi nó có cái móc nước này nó sẽ khiến cho lượng nước nó không bị quấn vào trong này. Nó không gây ẩm ướt ở bên trong này mà nó sẽ dột danh, nó sẽ rớt xuống cái sàn dưới bên dưới. Đó, thì đó chính là cái vị trí móc nước các bạn nhé. Đấy, thì ngôi nhà này là có 3 cái phào chỉ kết hợp với một cái móc nước thì khiến cho chúng ta cảm thấy là gia chủ cũng rất là đầu tư rất nhiều cho cái phần phào chỉ của ngôi nhà này. Đấy, còn các bạn cũng chú ý một chút là cái ngôi nhà này thì anh em mình triển khai thi công là chúng bên mình triển khai thi công lợp ngói trước và chát chít sau. Thế thì chính vì yếu tố chát chít sau nên chúng ta có thể nhìn thấy rõ này. Đây, mình sẽ quay zoom lên các bạn nhìn thấy này. Đấy, zoom lên các bạn nhìn thấy này. Đấy, chúng ta nhìn thấy chưa, là các cái phần vữa chát nó sẽ chát sát vào cái đường chân ngói và nó sẽ ăn theo cái sóng ngói. Đấy, đây sóng âm này là thẳng, còn các sóng dương này nó sẽ vữa cũng sẽ ăn theo luôn. Đấy, thì tất nhiên các bác thợ ở đây cũng đã rất là cố gắng khi mà làm một cách sạch sẽ nhất, gọn gàng nhất có thể rồi. Đây các bạn nhìn đấy, nó hơi ngược nắng thành ra ngược ánh sáng thì chúng ta không nhìn thấy rõ, nhưng mà ở đây con mắt của mình khẳng định luôn, các bác thợ xây đã rất là nắn nót, chát chít rất là gọn gàng. Mình đi làm rất nhiều công trình rồi và có những công trình đập ngói trước chát sau thì họ chát rất là đem nhem, nhưng công trình này khá là ok, gọn gàng phẳng phiu. Tất nhiên là cái vữa nó sẽ phải ăn theo cái sóng ngói rồi, tất cả cái sóng dương nổi lên là vữa nó sẽ ăn theo hết. Thì cái này nó sẽ tạo ra một cái độ kín, cái độ thở của mái ngói nó sẽ bị hạn chế đi rất là nhiều. Mình thì thường thường khuyên khách hàng là chúng ta nên cố gắng là lợp ngói là sẽ là lợp ngói sau các bạn ạ. Đấy, chát chít phào chỉ trước, có thời gian thì chúng ta chát hết đi như thế này là tuyệt vời, còn không có thời gian thì chúng ta cố gắng chát cái mép góc vuông vắn đi. Cái mép góc vuông vắn để chúng ta gác ngói vào vuông vắn, rồi sau đó là chúng ta sẽ có thời gian chúng ta dựng ráo, chúng ta chát vào toàn bộ cái phào chỉ này sau. Đây, chát vuông vắn là như nào thì chúng ta sẽ chát như thế này. Đây, các bạn nhìn thấy này. Đấy, có thời gian thì mình, quan điểm bên mình là chúng ta bên mình cũng chỉ cần cái diềm vuông vắn như này là ok rồi. Đấy, đây cái diện tích cái phần này là cái phần diềm chưa lợp ngói, chúng ta có nhìn thấy nhé. Thì các bạn tưởng tượng cái mái trên cũng là như vậy thôi. Mình thì chỉ cần mỗi cái yêu cầu là cái góc này nó vuông vắn,
đầu này, các đầu nó vuông vắn với nhau. Đấy, chúng ta có thể chắt mặt trong này giật vào trong này 2-3 phân, hoặc là mặt dưới này giật xuống 2-3 phân. Những công trình này thì anh Thành, anh ấy máy dưới này, máy trên thì anh ấy không có thời gian kịp chuẩn bị vì do thời gian thi công khá là gấp. Nhưng máy dưới thì anh đã chát đầy đủ hết luôn rồi. Chát đầy đủ luôn, gọn luôn rồi. Đó. Thế thì mình sẽ đi sâu vào cái, mình sẽ không đi nan man nữa. Mình sẽ đi sâu vào cái chủ đề chính của video ngày nay là khi chúng ta thi công máy diềm sảnh, chúng ta sẽ chú ý một vài cái vấn đề gì. Thì ở đây đầu tiên là cái phần chiều rộng diềm này này. Thì cái điều đầu tiên mà mình muốn nói về cái chiều rộng. Đấy. Trước tiên nhất để chọn cái chiều rộng là bao nhiêu thì tất nhiên là càng rộng càng đẹp các bạn nhé. Càng rộng càng đẹp. Tuy nhiên khi mà rộng quá thì nó liên quan đến chi phí vật liệu, bê tông, cát sỏi. Và thứ hai là chi phí nhân công của thợ xây. Vì nó bề càng rộng ra thì nó tăng diện tích xây dựng của thợ xây lên. Và nó, các bạn biết ở đây nhà 2 tầng thì lại nhân đôi. Đấy, cho nên là cái chi phí thợ xây rất là nhiều. Cái máy diềm này tăng lên 20m² thì ngôi nhà này 2 tầng nhân lên là 40m² với đơn giá xây dựng là 1,2 triệu chẳng hạn. Thế thì 40m² nhân 1,2 triệu là chúng ta tăng lên 48 triệu rồi. Thì đấy là cái chi phí đầu tiên, do đó chúng ta phải cân đối các bạn ạ. Đấy. Thì thông thường độ rộng này càng rộng càng đẹp, nhưng vì lý do kinh tế thì chúng ta phải làm hạn chế thôi. Thế thì bây giờ mình sẽ góp ý như này này. Theo một con số, mặt bằng chung máy Nhật làm sẽ từ 30 đến 35. Do đó nếu chúng ta xác định máy diềm này làm 2 hàng ngói, mình chia sẻ luôn thẳng thắn vấn đề luôn nhé. Nếu chúng ta làm xác định làm 2 hàng ngói thì chúng ta làm độ rộng diềm này chỉ là 50 phân thôi. Thế còn nếu chúng ta muốn làm 3 hàng ngói thì chúng ta sẽ để độ rộng vàng đua cả chát nó sẽ rơi vào 80 phân các bạn nhé. Đó. Nếu chúng ta làm độ rộng này cả chát là 50 phân thì chúng ta sẽ lập được 2 hàng ngói, và nếu chúng ta làm được 80 phân thì chúng ta sẽ làm lập được 3 hàng ngói. Đấy, đối với một căn máy Nhật là như vậy. Thì căn cứ vào đó thì chúng ta sẽ căn cứ vào đó chúng ta sẽ lựa chọn cái độ dốc cho mình, à cái độ rộng văng cho mình. Chứ nếu chúng ta nó chọn nẻ ra, ví dụ như nó rơi vào tầm 60 phân thì chúng ta nó phải làm 2 hàng rưỡi, 70 phân lại phải làm 2 hàng rưỡi. Nhưng 80 phân là được 3 hàng, nhưng nếu chúng ta làm 90 phân thì lúc này nó lại phải làm lên 3 hàng rưỡi các bạn ạ. Đấy, thì căn cứ vào đó chúng ta sẽ lựa chọn, đấy là yếu tố đầu tiên. Cái vấn đề thứ hai đó là gì? Đó là vấn đề về cái cốt. Mình sẽ nói thêm một cái vấn đề nữa, đó là cái sự đồng nhất giữa các kích thước diềm. Đây ví dụ cái phần bên kia là 80 phân rồi, các cái phần này cũng là 80 phân rồi, ok. Đấy. Thế tuy nhiên là mình muốn nói nhấn mạnh các bạn này, đây sang cái phần này đi, đây là cái phần sảnh. Cái phần sảnh này thì mình cũng vừa kiểm tra đo thì cái phần chiều rộng văng tính từ chân cột này sang bên này cũng là 80 phân, cũng rất là ok. Nó tương đồng hoàn toàn với lại các cái phần, đây là phần sảnh nhá, đây là cột sảnh này. Cái phần đua ra là 80 phân, nó tương đồng với cái phần diềm này ở đây cũng là 80 phân. Tuy nhiên công trình này thì mình hơi tiếc một chút. Lý do tại sao hơi tiếc ở trong công trình này thì gia chủ cũng là tự xây và tự nghiên cứu phối hợp với thợ xây thôi. Thì gia chủ đổ cái chỗ này nó chỉ là 50 phân thôi. Đấy, cái bên này 80 và bên này 50 thì nó sẽ không được lý tưởng lắm về mái ngói. Lập được, thi công được. Tuy nhiên là mình cũng có lời khuyên là chúng ta cố gắng lên lập đều bên này 80. Phần diềm bên dưới là 80 thì cái phần này cũng là 80 là lý tưởng nhất. Đó. Thì chúng ta cùng lập được 3 hàng ngói. Cùng lập được 3 hàng ngói bên này, và phần diềm này chúng ta cũng lập được 3 hàng ngói. Còn nếu bên này là 50 phân. Đó, bên này 50 phân lập 2 hàng ngói thì bên này chúng ta cũng để 50 phân và lập 2 hàng ngói, và bên kia cũng 50 phân lập ra 2 hàng ngói. Đó. Đây là một cái vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba là mình cũng có một cái mẹo chia sẻ thêm các bạn này. Khi chúng ta lựa chọn đổ cái phần văng diềm này này. Đấy, thì chúng ta cố gắng tính toán là cái phần diềm bên dưới chúng ta thụt vào một chút nhé, một vài phân thôi. Lý do tại sao là gì? Khi mà chúng ta lợp ngói thì cái dột danh ở hàng ngói trên này nó rớt xuống, rớt thẳng xuống. Mình đang nói trường hợp mưa to thì nước sẽ phóng, nhưng mà nếu mà mưa bình thường nó ướt thì dột danh, giọt nước sẽ rơi thẳng xuống. Thì nếu như cái độ rộng ở dưới này nó rộng hơn so với mái trên, rộng hơn so với mái trên này, hoặc là chúng ta có thể không rộng hơn nhưng chúng ta lợp ngói rộng hơn thì cái dột danh rơi nó đập vào viên ngói nó văng tung tóe, nó bắn, nó gây ướt. Thì kinh nghiệm của mình cho rằng chúng ta có thể đổ cái phần bê tông này rụt vào một tí, có thể rụt vào 2-3 phân, ví dụ trên này 80 thì dưới này chúng ta làm 75 thôi, hoặc là 78 phân, ví dụ thế, ngắn hơn 2-3 phân. Cái thứ hai nữa là chúng ta lợp ngói đua ra ngoài thì trên này chúng ta đua ra 12-13 phân, thì ở dưới này chúng ta đua 10-11 phân thôi. Đấy, thì cái việc đua ra như vậy nó sẽ khiến cho cái hàng rột danh bên trên nó sẽ nhô hơn so với cái bên dưới, thì khi rột danh rơi xuống thì cái lượng nước nó sẽ rơi xuống bên dưới này, rất là ok. Đấy, thì đấy là cái lưu ý thứ nhất là độ rộng này, 3 hàng thì 50-80 phân, 2 hàng là 50 phân này. Cái thứ hai là chúng ta đổ cố gắng là sao đồng nhất giữa các mặt mái với nhau. Các cạnh cố gắng đổ cùng là 50 thì cùng 50, cùng là 80 thì cùng là 80. Cái thứ ba thì bây giờ mình muốn chia sẻ một chút, nó là về cái cốt. Đấy.
Cái cốt đây là cái vấn đề mà rất là lan dài trong quá trình triển khai thi công. Thì ở đây mình sẽ không nêu rằng là chúng ta nên làm như thế nào, mà ở đây mình sẽ chia sẻ một cái vấn đề này. Cái vấn đề này mình đã có một video rồi, tuy nhiên hôm nay mình xin nhắc lại vì công trình này nó đang gặp phải. Thì cái này cũng ở cái giai đoạn là do mình chưa có nhiều kinh nghiệm thôi. Đấy, các bạn nhìn đây này, cái hàng ngói trên. Đấy, mặt phẳng mái ngói mình sẽ lợp chéo như này. Cái cột đây là cái phần góc sảnh, mái sảnh các bạn nhìn thấy nhá. Đây là mái rèm sảnh này. Đấy, mà mình đang đứng đúng góc mái rèm sảnh này. Đấy, thế thì sau này là chúng ta sẽ có một mặt phẳng mái ăn từ góc này. Chém vào đây. Đâm kịch vào tường, đâm vuốt lên đây. Thì chúng ta lại có một cái mái rèm này đâm vuốt ở đây. Thế thì như thế này thì nó sẽ có một cái gì đó nó rối ở vị trí này. Nó không được hợp lý lắm. Thì theo quan điểm bên mình, chúng ta cố gắng tạo ra cái khoảng chênh cao này tương đối tốt hơn một chút. Cái độ chênh cao nó vẫn dao động khoảng độ tầm 40 phân gì đó, 30, 40 hoặc 50 phân gì đó thì càng tốt các bạn nhé. Đấy, tức là cái mái ngói nó có một cái độ thoát nhất định. Thế còn làm như thế nào, độ cao phần rèm này đến đâu và cái sảnh này đến đâu thì tùy ngôi nhà mà chúng ta sẽ bố trí. Đó. Với những mẫu nhà 2 tầng mái Nhật mà có rèm sảnh như thế này thì mình thường thấy là gì, cái phần bê tông rèm này thì chúng ta sẽ đổ ở vị trí đáy dầm bo của cái phần tường tầng 1 các bạn nhé. Cái cốt của nó sẽ thấp hơn cái mặt sàn bên trong, nó khoảng tầm 30 phân. Thường thường cái dầm bo chúng ta sẽ đổ là cao 400, thì cái phần đáy dầm này, cái phần rèm này chúng ta sẽ đổ ở cái vị trí đáy dầm đua sang. Đấy. Còn bên sàn bên trong thì lại vị trí đỉnh dầm đua sang. Đó là mọi người hay làm. Thế còn riêng cái vị trí cốt của cái phần sàn sảnh này thì thường thường là chúng ta sẽ hạ thấp xuống chênh nhau tầm 20, 30, 40, 50 phân. Đó, và thường thường là cái vị trí cốt này nó sẽ cao hơn cái sang cầu cửa đại ở bên dưới này một chút thôi. Đó. Thì cái khoảng chênh kia nó hở tầm 3, 40, 50 phân là lý tưởng nhất. Thì đây là một vài cái vấn đề mà mình muốn lưu ý các bạn để chúng ta có thể rút kinh nghiệm, để chúng ta có thể thi công ra một cái mái ngói ít phải chỉnh sửa và nó cái độ hoàn mỹ là cao nhất. Thì ở đây mình xin phép anh Thanh là gia chủ mình có chia sẻ cái này, không phải là chê để giấu gì cả, mà mình cũng muốn chia sẻ để cho các cái khách hàng có thể tham khảo để chúng ta có thể rút kinh nghiệm thôi. Thì cái này là cái mà nếu mà chúng ta khắc phục được nó sẽ đẹp hơn các bạn nhé, đẹp hơn thôi, nên anh Thanh hoàn toàn yên tâm. Đó, đây cái bên này đang dính cái nỗi đấy, một cái chút trục trặc, cái này cũng dính một tí. Bên kia thì cũng hai vị trí cũng tương tự. Mình làm cái này để mục đích là để các gia chủ có thể rút kinh nghiệm thôi các bạn nhé. Và anh Thanh cũng hết sức thông cảm để mà bên mình có thể nói ra những cái vấn đề này. Nhiều khi gia chủ cũng sẽ không thích, nhưng mà mong anh hiểu và có thể giúp đỡ mọi người, nhiều người hơn. Đấy, có thể chia sẻ cái nội dung này, cho phép mình chia sẻ cái nội dung này ra. Đây, cái vị trí này cũng khá là sát, trên cao là 20 phân. Đấy. Thì có một lời khuyên là chúng ta cố gắng đổ cái sàn này nó cao hơn cái sàn cầu cửa bên dưới một chút thôi. Còn cái sàn này là chúng ta có thể nhanh đi. Đấy, về cơ bản là một vài vấn đề lưu ý như vậy để chúng ta chia sẻ, các bạn có thể tham khảo. Rồi, vừa rồi mình đã chia sẻ một vài cái vấn đề nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà cũng rất là hữu ích khi chúng ta xây dựng một ngôi nhà 2 tầng mái Nhật và có hạng mục rèm và sảnh ở tầng 1 các bạn nhé. Nếu các bạn cảm thấy nội dung video hay, bấm nút like và đăng ký kênh YouTube của mình. Và nếu các bạn mong muốn một cái mái ngói đẹp với một đội thi công mái ngói chuyên nghiệp, hãy liên hệ hotline của Vietroof, công ty cổ phần xây dựng Vietroof. Số điện thoại 0918 433 558. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào.